Tin mừng Đức Giêsu Kitô theo Thánh Marco. Khi ấy Đức Giêsu hiện ra với nhóm 11 và nói với các ông rằng: Anh em hãy đi khắp tứ phương thiên hạ, loan báo tin mừng cho mọi loài thụ tạo. Ai tin và chịu phép rửa sẽ được cứu độ, còn ai không tin thì sẽ bị kết án. Đây là những dấu lạ sẽ đi theo những ai có lòng tin Nhân danh thầy, họ sẽ trừ được quỷ, sẽ nói được những tiếng mới lạ, họ sẽ cầm được rắn và dù có uống nhầm thuốc độc thì cũng chẳng sao. Và nếu họ đặt tay trên những người bệnh thì những người này sẽ được mạnh khỏe. Kính thưa anh chị em và thưa các bạn. Hôm nay cùng với hội thánh chúng ta mừng kính lễ thánh Phaolô trở lại cái biến cố trở lại của thánh phaolô là một biến cố vô cùng quan trọng biến cố của một con người gặp gỡ đứng phục sinh chúng ta suy niệm và chúng ta thấy rằng ơn trở lại của thánh phaolô và sau đó ơn trở lại của mỗi một người chúng ta trước tiên đấy là ơn ban từ thiên chúa hay nói đúng hơn là chính Thiên Chúa Hay nói đúng hơn là Đấng Phục Sinh Đức giê Kitô kỳ Đến gặp gỡ Phaolô, lô Thánh Phaolô lô như trong bài đọc Thứ nhất Chính trong sách Công Vụ Chương 9 câu 1 tới 22 Có nói tới Phaolô lô đang, lúc đấy đang Hầm hầm trên đường đi Damas Để mà tìm những người tin vào Đức Giê-xu kỳ Đấng Phục Sinh tìm những người tin vào ngài để tiêu diệt để diệt đi nhưng mà chính trên cái con đường pháo lô đi tìm để mà bách hại những con người tin vào đức giêsu đấy thì chính thiên chúa rồi đức giêsu đấng phục sinh hiện ra hiện ra gặp gỡ pháo lô và chính cái luồng ánh sáng của đấng phục sinh đấy bao phủ chiếu tỏa con người Phaolô và chính trong cái nguồn ánh sáng rực rỡ của Đấng Phục Sinh đấy đã làm cho Phaolô được biến đổi từ cái nguồn ánh sáng của Đấng Phục Sinh đấy mà Phaolô được uh, trở thành một con người mới, một con người được chìm vào, được đắm vào trong cái ánh vinh quang của Thiên Chúa và từ đó Phaolô trở trở lại và trở thành tông đồ của Đấng Phục Sinh của Đức Giêsu Kitô. Vậy trước tiên cái ơn trở lại của mỗi một con người chúng ta đấy là cái ơn đến từ Thiên Chúa và chính Thiên Chúa Ngài ngài kêu gọi con người. Tuy nhiên để mà trở thành hiện thực thì cũng cần ở nơi con người, nơi tâm hồn mỗi một con người chúng ta đấy cái sự thao thức cái sự thao thức về Thiên Chúa, thao thức về sự thật thao thức về nguồn sống như Phao Lô là một người rất là nhiệt thành đối với đạo Do Thái và nhất và Phaolô rất là nhiệt thành trong đời sống phụng sự Thiên Chúa nhiệt thành đến nỗi mà để khi thấy là bây giờ có một cái như thể là có những đạo mới đấy những người tin vào Đức Giêsu Kitô thì Phaolô cho là những con người đi ngược lại với với đạo của mình đạo do thái đạo của Đức Chúa và Phaolô nhiệt thành tìm kiếm Thiên Chúa đấy chứ và chính cái sự nhiệt nhiệt thành đấy thì bây giờ Đức Giêsu Kitô ngài đã biến đổi để cho Phao-lô trở thành đích thực là một người được biến đổi trong ánh sáng của Chúa. Vậy cái ơn trở lại đấy vừa đến từ Thiên Chúa và đến từ chính mỗi con người, từ mỗi tâm hồn của của chúng ta. Và cuộc trở lại của Thánh Phaolô đấy là một cái bằng chứng hùng hồn về cái mệnh lệnh của Đức Giêsu đấng phục sinh trao ban cho các tông đồ, trao ban cho nhóm 11 một anh em hãy đi khắp tư phương thiên hạ loan báo tin mừng cho mọi loài thụ tạo. Tin mừng của Đức Giêsu Kitô đứng phục sinh đấy là tin mừng cứu độ. Tin mừng đưa con người ta vào trong sự sống trong ánh sáng của Thiên Chúa và trong sự sống dồi dào của Thiên Chúa. Tin mừng của Đức Giêsu Kitô đem lại cho con người ta nguồn bình an đích thực. Tin mừng của Đức Giêsu Kitô làm cho chúng ta trở thành một con người hoàn thiện, con người hoàn chỉnh trong cái ý định cứu độ của Thiên Chúa trong dự định của Thiên Chúa được trao ban cho nhân loại chúng ta Vậy kính thưa ông bà và anh chị em cùng các bạn Hôm nay Hội Thánh mừng mừng kính lễ Thánh Phao Đô trở lại và nhắc nhở cho chúng ta là những người đang tin vào Đức Giê-xu Kitô à, chúng ta chắc chắn là chúng ta đang ở trong ánh sáng của Đức Giê-xu Kitô đã được ánh sáng của Đức Giê-xu Kitô chiếu đỏ nhưng mà cái Điều quan trọng là trong đời sống của chúng ta làm sao phải trở nên ánh sáng cho trần gian, cho anh chị em, cho những người xung quanh của chúng ta và nhất là cho trở nên như những ánh sáng chiếu vào trong cái thế giới còn đầy bóng tối, còn đầy tội lỗi và còn đầy sự tổn thương. Xin Chúa uh, cho chúng ta được đắm chìm trong ánh sáng vinh quang của Ngài để chính cuộc đời của chúng ta trở thành những nhân chứng sống động của Đức Giêsu Kitô đấng phục sinh. Amen.